Thưa quý vị, ở vùng quê Cát Trắng, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Bình, có một cô học trò không những học giỏi mà còn rất chăm chỉ việc nhà. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, thế nhưng em đã biết chia sẻ cùng mẹ để có thể vượt qua. Trước đây bố em làm nghề biển, sau sự cố bố em bị thất nghiệp và phải đi làm ăn ở xa, em sẽ không có nhiều thời gian học hơn vì phải giúp mẹ ở nhà làm việc để đỡ đần việc cho mẹ khi không có bố. Những lời tâm sự đầy trách nhiệm của cô học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Nguyễn Thị Thảo Vi. Từ ngày bố em phải rời quê đi làm ăn xa, mẹ sinh thêm em bé vì phải đỡ đần mẹ công việc gia đình nhiều hơn. Luống rau xanh này là thành quả của nhiều ngày vì chăm bón. Ở nơi miền quê Cát Trắng khô cằn này, có được những ngọn rau xanh là biết bao mồ hôi, công sức. Thương mẹ vất vả, tảo tần, lo cho gia đình khó khăn, đã mấy lần Vi xin mẹ cho nghỉ học để đỡ đần mẹ được nhiều hơn. Thay sợ nhiều rồi, giống như họ hỗ trợ rồi giúp đỡ hai cháu thôi, chứ còn nhiều khi cũng khó khăn lắm. Cũng lo lắng nhưng mà phải quyết tâm cho mẹ cháu đi học rồi đến nơi đến chốn. Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, vừa học vừa chăm lo việc nhà, nhưng năm nào Vi cũng là học sinh xuất sắc của trường. Phần thưởng nơi vùng quê nghèo chỉ là tập vở, cây bút, nhưng nhường đó cũng là nguồn động viên lớn lao để Vi có thêm quyết tâm đến trường. Bố mẹ vẫn cố gắng để cho em được đi học. Bản thân em cũng muốn đi học để trở thành người có ích và giúp bố mẹ. Tương lai của Vi cần lắm sự động viên của những tấm lòng nhân ái đến từ khắp mọi miền đất nước. Để giúp đỡ, động viên Vi trên bước đường học tập, xin quý vị gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Thương, thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, hoặc ban biên tập chương trình truyền hình Vì Trẻ Em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080 48 197. Tới đây, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị có thể xem lại hoặc là chia sẻ thông tin cùng với chương trình thông qua địa chỉ fanpage truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ năm tuần sau trong chương trình Vì Trẻ Em với nội dung Nhọc Nhằn Trẻ Em Mưu Sinh Tại Bãi Rác Tóc Tiên.